dốc á, hiểu không? Bây giờ qua đợt cái là không được, bởi cho nên mình gửi về dưới mình làm chứ. Từ trước giờ em làm lần luôn, mỗi lần lên xuống. Từ ở đường này đường xa muốn chết luôn, anh làm gần mới từ Sài Gòn đi có quận 1 rồi sao làm giấy tờ hết được. Là giấy định danh ở dưới còn một tầng hai tầng luôn không. Trọng ơi, cô chú nói á, là mấy cái cá nhân như định danh hay là hộ khẩu là do tụi mình làm chứ đâu có nhờ được đâu. Cái đó phải chính thức mình về mình làm. Chứ mày đó mà đâu có nhờ được. Ờ đâu nhờ bởi mình mới về đó. Sao anh tự nhiên hôm bữa anh nói là nhờ hết tức 2-3 triệu là sao? Người ta mình, thắc mắc điều đó. Mình đi lên đi xuống nè. Rồi mấy người dưới mình đi kêu người ta làm. Được. Là hiện tại bây giờ giấy định danh của anh chưa có luôn. Có rồi, nhà có rồi. Gia đình bên vợ bên mình rồi có hết rồi đó, xong hết rồi đó. Rồi lớp nữa là cho chú Linh đi học, không có giấy thì cho anh học được không? Ừ, xong hết rồi, mà con cái là biết không? Còn giấy mà nhỏ này đi lên, giấy khai sinh đó dưới, bà vợ có giữ dưới á. Chỉ là kêu một người đó cầm giấy khai sinh đó lên. Giấy tạm trú ở đây nè. Đó, rồi giấy hộ khẩu cái rồi xong. Ủa ai trời? Đúng lễ sầm đầu luôn anh Trọng, sáng vừa bác được đi nào chưa? Chưa. Ê con đi mua đường đi con. Ở đây đâu có chỗ nào bán được. Ủa bị chị Thùy đâu anh Trọng? Ở Trọng nó coi mà bé Quý nó bệnh Trọng. Bé Quý nó bệnh hả? Ừ, nó bị sáng vậy nó ói. Hay nó ăn bậy bạ gì ta, hôm qua thấy nó mới còn khỏe mà ta. Ừ. Ói nãy giờ mấy lần. Anh Trọng dạng nghe cũng khá sớm ấy, 8 giờ 9 giờ anh dọn ra rồi. Cô chú nói á, cái mà người ta cho tiền để cho Tú Linh đi học mà hiện tại bây giờ mà chưa cho đi học thì... Ủa? Người nói là... Rồi sao? Ai cho? Cái cho tiền mua sách vở gì đó mà. Cái đó, cái đợt mà mua sách vở thì có. Mà còn học hành là để em lo. Chuyện đó để em lo. Bây giờ không gà em lo. Em điện cô giáo, em điện tùm lum hết trơn, nhờ giả người ta tùm lum hết trơn. Giấy tờ đầy đủ hết rồi. Mà giờ quan trọng phải chạy về dưới em lấy thôi. Nhờ người ta đưa ra bánh xe không được. Người ta điện không bắt máy rồi cũng như không à. Cũng như là có một người ở dưới quê mình hiểu không? Khi anh đem ra bánh xe đi, phải có người đi chạy ra đó. Ừ, anh gửi cho địa chỉ của cái anh đó. Mà giờ người ta không bắt máy, người ta không có liên lạc mình nữa. Cho nên là mình phải đi về mình lấy, đúng không? Nó mới cái gì đó mà anh ra bưu điện gửi cái là tới ngay. Mà không có người gửi tại sao? Không có người nào quen mình chân á. Chỉ có thằng ở xóm nó quen mình nhờ giả chạy tới chạy lui thôi. Còn lính ấy, trong tiệm điện thoại mà lúc mình mướn nó thì nó chạy tới lui. Cái gì vậy? À. Em ơi, chắc Tú Linh lội lên này khúc này có ai bán đường mua 2 ký 3 ký đỡ đi. Hôm nay là hết ly, hết đường mà. Ừ, bán cho nó hết này về dưới. Gia đình về dưới. Ai về? Em bữa ngày mai, ngày mốt về. Về cả nhà luôn hả? Ờ, nếu mà ấy. Chữ này về được lên rồi không? Về lấy giấy tờ đó. Em đi ra ngoài ngoài. Lấy về là cả gia đình về luôn hả anh Trọng? Ừ, con vợ em làm số định danh dưới luôn. Lấy giấy định danh ở dưới á, nó kẹp chung với hộ khẩu cái này kia bữa hôm nhà ta. Chứ vậy? Nè. Con bệnh qua mua thuốc cho nó đi nè. Rồi phải không? Rồi bây giờ anh Trọng còn bao nhiêu tiền nè?
để có thể đi về nè. Còn nhiều lắm. Còn như này nè. Còn mấy chục triệu nào? Còn mấy chục triệu. Đó, còn như đây nhiều. Mấy bữa nay bán ế lắm. Em kêu người người ta bán chiếc xe kia rồi. Bán xe gì? Tính bán chiếc xe Cirrus luôn. Cái gì? Anh định bán xe Cirrus luôn hả? Tính bán xe đó luôn. Bán chưa? Dạ. Yeah. Bán chưa? Tính bán mà không biết sao. Bán ổn. Mấy triệu? 10 triệu. Nó 10 triệu luôn hả? Ừ. Cái đợt trước hình như mua 10 mấy triệu hả? 12 triệu mấy với chính chủ á. Đồng giờ đói quá, thế quá, bán hết cái gì cũng bán hết, xe cộ bán hết, nội bộ. Cái xe à, bán cái xe đó hả, để coi. Trời ơi, người ta nói anh Trọng làm bao nhiêu tiền là lúc cầm bây giờ tới mức mà phải đi bán thôi hả? Chứ à, tiền nhà em trả bớt một phòng rồi đó, trả rồi đó. Mấy cái này bằng xuống xuống không? Đó, hôm bằng lên. Phòng đúng không? Ừ. Hôm nay là còn phòng thôi. Ừ. Nay kẹt tiền quá rồi. Đã bớt phòng rồi xe cụ coi có gì bán. Coi tình hình xe không ổn bán. Bán bớt đi. Bán cả trời xe. Bán cả nhà về quê luôn hả anh Trọng? Hả? Bán cả nhà di cư về quê luôn hả? Không có, không có về quê mà. Ở trên này mà ngặt bây giờ không biết dầu nữa. Chưa biết. Bán kiểu này mà nó cứ duy trì nó ế hoài vậy rồi anh tính sao anh Trọng? Gì? Ý mà thấy bán cam mà đế hoài giờ anh tính đi, anh có tính làm gì không là... Mình bán cam mà không gài bán cũng được chứ không phải không, người bán hơi chậm chút xíu thôi. Tụi tôi đang bán ngon lành mà tự nhiên anh chuyển qua bên kia. Rồi có lo cho Tú Linh đi học, bán xe bán cộ lo cho nó học. Anh không biết anh tính rồi, lo cho nó học chẳng thà ấy. Kêu người ngày mai ta lợi ta mua xe rồi. Xe Cirrus á. Chiếc xe ba gác á, 4 triệu. Bán rồi, bán ba gác nào? Xe ba gác vừa hổm mấy. Xe chạy chở đồ hoài nè, không chạy á bán. Bán cho anh bán rồi hả? Ừ, bán lại 4 triệu. Bán 4 triệu. Cái xe mà của xe chín râu á. Ừ. Ôi trời. Rồi bán rồi mốt lấy cái gì mà chở? Đâu có chuyện nữa, chở chở đâu có chở đi đâu đâu. Mình nói ở đây luôn đâu có đi đâu. Chờ. Vậy là hồi xưa anh mua xe đó bao nhiêu nhỉ? 6 triệu. Rồi bán còn 4 triệu thôi hả? Ừ. Bán gì bán lô 4 ghê vậy. Anh Trọng giờ vô bước đường cùng rồi. Có gì bán hết. Cirrus cũng bán mà. Xe chở thì cũng bán luôn. Bán về dưới làm giấy tờ này kia chứ. Giờ tiền đâu về làm giấy tờ. Mình phải bán chứ. Sao lại số tiền nhiều như vậy nữa mà bán xe kia. Em làm giấy tờ lại hết luôn á. Giấy dép á. Vợ làm luôn. Đi về bỏ chiếc xe xuống hầm là quất 300 rồi. Là em đi, muốn đi về là 600 rồi. Đi xe đò về hả? Ờ, để coi 6 7, 8, 9, 10 cũng như là triệu rồi. Đi về có triệu rồi, ăn uống này cũng cỡ ra té chưa 1, chưa 2. Nhưng mà đợt trước em thấy anh nói là mấy lần anh từ quê anh làm giấy tờ sẵn không làm cho cả nhà đấy, luôn anh. Bữa hôm đó, ê trời con gà đâu chui nó vậy. Ê, ê, trời ơi trời. Chui chui giấy tờ anh làm như làm cái một rồi á. Trời ơi giấy tờ ta trục chặt ta đi 2-3 lần luôn. Rồi còn mấy mốt cái tủ lạnh rồi đồ đạc gì có bán không, hết nữa không? Bán cái đâu không có bán. Bán bớt như 2 chiếc rồi. Nay đây 1 chiếc kéo xe kia rồi. Dư 1 chiếc. Dư 1 chiếc bán. Theo như em biết á, cái xe mà xe ba gác á, đó là của một cô Mạnh Thường Quân cho anh mà anh cũng bán luôn hả? Bán đi giờ để nó làm gì em có chạy nổi đâu. Để 1 tháng 400 hoài đó. Em đóng con gà là 8-900 rồi đó. Ờ, em nghe anh nói là anh vẽ cái hạch làm ăn đồ dữ lắm. Không biết sao giờ kẹt rồi đụng cái gì bán cái đó anh Trọng. Xe rồi bán xe, xe máy cũng bán, xe chở hàng cũng bán. Rồi anh làm vậy mấy cô chú anh chị mà ủng hộ cho anh để sao anh Trọng. Chứ giờ mà khổ quá, giờ biết làm gì nha, là để vợ con đói. Làm giấy tờ cho Tú Linh không là về dưới không gài là điện thoại kêu người ta là chạy tới chạy luôn cũng khùng luôn á chứ. Phải không, không đâu. Nhưng mà chị Thùy và anh là có tính đi làm gì thêm không? Mình mới xong hết rồi đó, giờ là làm thêm mỗi người một việc để mà kiếm thêm thu nhập chứ. Ừ. Còn hai vợ chồng mà cứ bu vào cái xe cam này mà né vậy thì
nó cũng khó đó anh chồng. Nè, giấy tờ không gà nè, giấy gốc bà và vợ có giữ chứ mới cho nó đi học trên này nè. Giấy ngoài đó Tú Linh nè, Nguyễn Tú Linh giấy gốc nè, còn giấy phụ ở trên này. Xây sở là sao, đó là sẽ bán hết chỗ cam này, vài hôm nữa sẽ về quê ha. Trời, ông bác cầu tay anh nè. Ủa sao lại chở xe cam này hả ông bác? Trời, xe vậy thả lên rồi bây giờ thả xuống. Trời ơi cưng à. Cổng à, lại ẩm đó kì. Vậy ông bác đi hả? Xe nó ngồi vậy. Bác đi làm dây chai đâu bác? Cha đi làm dây chai gì đi? Tao đi làm gì kể thôi, tao kiếm tiền tao chạy đi làm đó, kiếm tiền á. Ờ. Ê, cho em nghe búa đập sắt bá đan á. Không, tao chạy vậy. Tao em cái búa đập sắt bán tiền ngày cũng mấy trăm á. Chạy dập dập mấy xong mấy nước rồng á. Sắt không à. Ngày ngày có con nước rồng á. Ủa chồng ai ông bác đi nhận cái xe lại hả? Ờ. Sao vậy? Kêu cha ngưng đi. Em ngưng món gà bớt lấy rồi lại đó. Nhiều bán nhiều rồi mình thấy nhiều rồi. Chứ không có nhiều như một lần. Vậy là có bán cam đó hả? Ai? Ông bác có bán cam đó hả? Ờ nghĩ bán cam rồi. Em kêu cha điện bán. Qua bán được 3 kg à. Bán rồi có 3 kg bán gì? Ờ. Em kêu cha để cam cho em bán đi. La ga đi. Em đó em bán nhiều mấy. Ờ chứ không có lấy nhiều như một lần nữa. Ờ anh coi con đi. Xích vô nha. Trời ơi, vậy là mấy bữa nay ông bác sụp nổ cho nên ông bác định là quay trở lại cái nhà bên trai hay là do anh chồng mà định. Mấy bữa nay bán có 3 kg à. Em bán ở đây bán cam ép rồi mà bán được có 2 hôm qua 7 cái 8 ly à. Cả gia đình không vào, cả cũng thiếu rồi. Đồng đúng rồi, bây giờ bé tóc rồi cái chú kìa, không biết không biết sợ sao luôn á. Giờ là bắt cam cũng bé rồi. Cái chai giờ nó biết. Nè, dắt coi cho mẹ ơi. Giờ là đi qua đây. Bán hết rồi. Bán hết. Đó. Về quê luôn á. Quan rồi. Quan thì rồi cái chú kìa, biết. Trên Sài Gòn này mà không có tiền là trụ không nổi đâu. Tiền nhiều lắm, cái gì cũng tiện hết chứ. Bởi vì trụ không nổi luôn á. Gà thấy em bán không có bao nhiêu mà chiều đóng 500 gà đóng 5 triệu rồi đó. Mà còn 4 bữa nữa mới hết. Do đóng gán đóng.